ban đầu. Và ở vòng 1 này thì chúng ta sẽ như thế nào anh Xù nhỉ? Đó chính là cho các bạn nữ ở đây 4 sự gợi ý. Xin mời 4 chàng trai. Cưng dễ sợ. Tướng tròn tròn ha. Cho số 4 giới thiệu trước luôn. Đúng rồi, số 4 giới thiệu trước luôn. Số 4 giới thiệu luôn em ơi. Vâng. Và chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình Tần Số Tình Yêu trong buổi tối của chúng ta ngày hôm nay. Trời, giống bình luận viên bóng đá quá hả? Nói đầu tiên cho phép Duy Khang được gửi đến tất cả các bạn lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trời, MC luôn. Như các bạn đã thấy thì mình rất thích cái công việc MC. Và qua quá trình tìm hiểu và học hỏi thì mình đã trở thành một vũ công. Xin chào mọi người, em tên là Phạm Duy Khang. Em năm nay 23 tuổi. Wow. Tạo mấy cái dáng vũ công đi em, thông qua cái bóng này nè. Trời, wow. Trời ơi, hay quá. Số 3 nhìn như một cô gái vậy đó ha. Nét nè. Nét lắm nha. Lời nói đầu tiên, em xin chào ban tư vấn và hai vị MC cùng hai cô gái dễ thương ngày hôm nay. Em tên là Nguyễn Đăng Sơn, hiện nay em đang làm thầy giáo. Sở thích của em đấy là nấu ăn, tập gym, đọc sách và hát. Em nghĩ rằng những cái đấy có thể phục vụ rất tốt cho cô gái sau này của mình. Em hãy tặng cho tụi anh một câu hát được không? Đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi giữa thế gian này, bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo. Hay quá. Cái giọng của bạn rất là trầm, rất ấm. Tại vì bên này vừa mới giới thiệu là vũ công thì tôi nghĩ bạn này là bên lồng tiếng liền. Hiểu không? Tại cái giọng nó rất là lạ, rất là đặc biệt. Bạn ơi, dạy cho người ta về cái gì cưng? Dạ, em dạy về kỹ năng mềm, kỹ năng bán hàng và kiến thức sản phẩm, chuyên về các mảng công nghệ, về mảng điện thoại mobile á chị. Bạn số 3 rất là đặc biệt thông qua giọng nói. Nãy giờ ngồi ở đây hai cô gái gật gù dữ lắm rồi. Gợi ý tiếp theo bạn số 2, xin mời. Xin chào tất cả quý vị các bạn. Mình tên là Thạch Lá. Hiện tại mình đang làm công việc resort ngoại Bình Thuận của gia đình. Sở thích của mình thì mình thích chơi đánh boxing với lại đánh quyền để được bảo vệ những cô gái yếu đuối và những người lớn hơn. Wow, chơi boxing luôn, đánh quyền nữa. Cho anh hỏi em cao mét mấy em? Mình cao 1m83. Wow, 1m83 cao dữ vậy đó. Em ơi, phụ gia đình về cái mảng gì em? Tiếp tân hay là em là phó giám đốc công ty hoặc là em CTO? Nói chung là việc của gia đình nên cũng là một người chủ thôi. Ghê thiệt. Chủ resort. Làm ơn tắt đèn 3 cái ô còn lại. Chưa, cái ô số 2 thôi. Chưa chắc đâu anh Xù, bây giờ mình nghe bạn số 1 biết đâu là chủ. Không biết là mọi người có thấy không, ngày hôm nay giới thiệu là tăng dần cái tính cái đô lên. Rất là hay, không biết bạn cuối cùng làm sao đây. Mời bạn số 1. Chào tất cả mọi người, em tên là Quỳnh Bảo Quốc, năm nay em 28 tuổi. Công việc hiện tại của em là kinh doanh bên nhà đất. Ôi, em ơi, hiện tại em có bao nhiêu cái nhà? Dạ thì em chỉ làm kinh doanh cho hỗ trợ cho chú em. Nói chung nhà chú em nhiều lắm nhưng mà của người ta mình đi bán. Một năm em bán được bao nhiêu cái nhà? Năm thì cũng tùy theo lượng sản phẩm của thị trường đưa ra. Có thể bán được 8 hoặc 10 cái. Wow. Một tháng em bán được cái nhà hả? Dạ, có thể bình quân được. Hai bạn cảm thấy ấn tượng với chàng trai nào? Dạ, anh số 3. Số 3. Tại vì anh hát cái bài hát em thích. Vậy thôi hả? Dạ đúng rồi. Có một số chuyện xảy ra rồi cái bài hát đó nó giúp an ủi em. Đúng rồi, nên là bạn ấn tượng với em. Em ấn tượng với chàng trai đó và anh số 2. Có resort đó. Không, em không quan tâm tới chuyện đó. Em quan tâm tới điều là em cảm thấy là ảnh rụt rè mắc cỡ. Xin mời bạn còn lại. Em thì cũng giống như chị. Số 2, số 3 luôn. Em chỉ tiêu chí đầu tiên của em là cao rồi đúng không? Tức là anh chia sẻ là anh cao. Còn anh mà em nhìn em cảm giác là bạn này sẽ cao. Em cao mét mấy số 3? Dạ em cao 1m75. Số 4. Số 4. Dạ 1m72 ạ. Số 1. Số 1. 68. Rồi xong. Qua hình dáng, qua giọng nói thì cũng chưa thấy được nhiều điều ở 4 chàng trai này đâu. Bây giờ chúng ta sẽ đến với 4 chiếc ốp lưng, xin mời. Rất đơn giản. Cái ốp lưng này nó đang bị tróc và em chưa chịu thay vậy. Hay là cái vết chày nó có kỷ niệm với em cho nên em giữ hoài. Hay là của người yêu cũ tặng em dám nở đỏ. Trời ơi. Không, cái này kiểu như là sở thích cái đầu tiên mình tự bỏ tiền mình mua thôi nên. À, vậy là bạn này hơi chung thủy đó nha. Còn số 4 cũng là màu xanh luôn. Dạ, tại vì màu của em thích đó chị, màu của biển. Em thích màu xanh của biển. Còn bạn số 3, tại sao chọn màu đỏ? Dạ, màu đỏ là màu nguyên gốc của chiếc điện thoại này. Thì lúc em mua, em vốn là con người đơn giản, em thích ngay từ cái nhìn đầu tiên thì em sẽ giữ nguyên vẹn nó như vậy, không cần phải trang trí thêm gì cả. À, chúng ta coi ở bên trong một tí xíu nha. Dạ. Rồi, xin mời màn hình khóa. Em số 1, em đang ngồi đâu? Dạ, em ngồi trên sân thượng, khúc đó đi cà phê với cái khách đang ngồi chờ. À, đây dắt khách đi coi nhà phải không cưng? Dạ, cái đó là gặp để trao đổi thông tin của hợp đồng hả chị? À. Rồi ai chụp cho em? Dạ, bạn nhân viên đi cùng chụp giùm. Bạn số 2 ơi, cái miếng đất với cái hộ là trong khuôn viên resort của bạn á hả? Nhà người ta. Dạ không, đây là kiểu khu du lịch của riêng mình. À, ước mơ. Mua miếng đất nhỏ nhỏ vậy làm khu du lịch riêng mình. Bạn số 3 ơi. Còn bạn số 3 là ngửa mặt lên trời. Số 3 ngửa mặt lên trời làm gì? Dạ, ngửa mặt lên trời là kiểu là như muốn thả hồn mình vào trong không gian, kiểu đang phiêu du lạc trôi với trời vậy á chị. À, chứ không phải kêu mưa đi cái hồ tôi biết chừng nào đầy nước hả? Dạ không, một phần là than là trời ơi sao đến giờ vẫn còn chưa có ai quan tâm đến mình đó. Trời ơi. Tấm hình đó ai chụp cho em? Dạ này là một bạn nam đi cùng với em chụp. Anh chưa hỏi mà em đã khai ra bạn nam rồi. Em biết trước mới công để mấy bạn nữ hiểu nhầm anh. Ủa chụp ở đâu vậy em? Dạ em chụp ở một cái núi ở bên Tiền Giang á chị. Ồ, đẹp ha. Em muốn hỏi anh số 3, anh có thích biển không anh? Anh là một người rất là thích phong cảnh, biển, núi, hồ, tất cả anh đều yêu thích cả. Anh rất thích thiên nhiên. Trong 4 anh có anh là thích mèo không? Anh số 3 thích mèo. Anh số 3 thích mèo. Anh số 3 giống Nam Dương thân thiện ha. Ai anh cũng thích. Em rất là thích mèo. Em có nuôi đến 4 con mèo. Wow. Là hiện tại thì 3 con mèo nó gửi bạn rồi, còn một con đang ở với em. Nên là lúc mà anh nói anh cũng thích mèo, em cảm thấy rất là thích đó. Tại vì em mừng quá là... có người để gửi con nữa đúng không? Con gái tôi dưới đây đẹp xuất sắc. Bây giờ mình có tài giặt, tài lẻ, tài mọn, tài cắt bung gì hết. Bung kể xả hết ra, nói, thính thổ ra, sổ ra hả chị Giang? Đúng rồi, con gái cưng lắm. Nói chung là ban cố vấn nói như vậy là để cho 4 chàng trai phía bên trên kia lưu ý một điều. Chỉ còn ít phút nữa là 2 cô gái dưới đây là chúng ta sẽ được quyền đưa ra cái ấn tượng của mình rồi. Đó, phải loại đi một bạn nam. Chàng trai đầu tiên nói gì nè? Em muốn tặng cho 2 bạn gái một ca khúc đoạn ngang của ca khúc. Mời bạn. Anh thương biết mấy câu hò thoáng xa đưa hồn quê chán chứa. Quên rồi. Số 2, số 2 cười cái gì? Hát đi con. Số 2 dễ thương á. Sợ hát dở quá không ai chọn. Resort. Vô số 2, 2, 3. Anh mong thầy nhớ em nhiều. Anh thấy lòng chợt lẽ loi, cô đơn cùng với đêm dài, cứ trôi theo anh từng ngày. Hay, vậy thôi là ngon rồi. Em anh thì chỉ là một chàng trai bình thường. Và anh sẽ muốn biến những cái bình thường của anh để làm em vui. Như là anh có thể nấu ăn thì em đừng lo vấn đề em đói. Anh biết hát và biết kể chuyện, em đừng buồn khi em chán, đã có anh rồi. Và ngoài ra thì anh rất là yêu động vật. Nếu em thích nuôi con gì anh sẽ nuôi cùng với em. Trời ơi, bao trọn đời rồi. Số 4, vừa hát vừa nhảy luôn con. Hát vừa nhảy vũ đạo luôn. Vũ đạo rồi vô con. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Quan trọng là cái cuối đó. Bây giờ là thời gian làm khó 2 cô gái dưới đây. Thôi cho ít phút mình suy nghĩ cho chín chắn. Chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút quảng cáo. Để 2 cô gái đưa ra quyết định của mình. Là bạn cảm thấy ấn tượng với chàng trai nào trong ngày hôm nay? Em có ấn tượng với bạn nam số 3. Giờ mình sẽ giữ bạn nam số 3 để bước vào vòng 2 với mình. Dạ vâng. Chúc mừng bạn số 3. Còn em, trời ơi, bà điểm nguyệt rồi. Số mấy? Số 1. Số 1, chúc mừng. Bạn đã được giữ lại với sự ấn tượng của cô gái ngồi cạnh Minh Xù đây. Dạ, xin mời ban cố vấn. Còn hai người, một resort, hai vũ công. Resort mà không ai chọn nó, cho nên em quyết định phải coi mặt được con trai em số 2. Em coi số 2. Chị là chị đang thích bạn số 2 á. Ý mình coi mặt à, mình coi mặt mình giữ có liền luôn hả? Ừ, có liền. Ủa chứ chị? Được gả cho lọc chị. Ờ, có gì lấy gái chị nghe cưng. Ờ, giữ bạn số 4. Khánh đây sao? Dạ hợp lý chị. Thương đây sao? Tính tôi là tôi lúc nào cũng đi ngược mọi người nha. Mà giờ làm sao? Giờ ông đi ngược tôi hả? Tôi không biết thì mọi người sao tôi vậy à. Giữ bạn số 4. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai số 2 để xem chàng ấy như thế nào nhé. Xin mời bạn. Gọi gì khi đã xa nhau rồi, nơi anh đến chẳng cùng em. Chặng đường dài anh vẫn khóc một mình lẻ loi. Ôi tội đừng buồn, anh vẫn luôn tin rằng em sẽ mãi chờ đợi anh. Rồi một ngày anh cũng sẽ trở về cùng em. Cùng em ở nơi phương xa ấy, giờ này em biết không, trái tim anh lạnh lẽo cô đơn giữa bao người. Cần một làn hơi ấm, cần bờ môi khẽ run để cho anh được thấy như em đang kề bên. Người yêu anh có biết rằng anh rất nhớ em, những yêu thương nồng cháy khi xưa lúc bên nhau. Đừng buồn yêu em nhé, rồi thời gian sẽ qua, xóa đi bao cảm giác cô đơn lúc xa nhau. Anh nhớ em. Quá hay, quá xinh xắn, quá đẹp trai. Lã thích một cô gái cắt tóc bím hay cười, tiếng cười giòn tan như giọt nắng sớm vậy đó. Chàng trai kinh doanh resort, mê ca hát, thích mặc sơ mi trắng, 25 năm chưa từng biết đến rung động là gì. Chẳng phải quá kén chọn khó tính, Lá chỉ nghĩ đơn giản rằng nếu người đó là em, muộn một chút cũng được. Nếu có thể đồng hành cùng nhau trên hành trình này, lâu một chút có là gì đâu. Chị ơi, lên với con rể mình đi. Tương lai đó. Lên nói với con rể sao nè. Trời vợ lên nền nã chị Giang. Nền nã đứng đó đợi mẹ. Nền nã chị Giang cho thấy mẹ vợ. Mẹ vợ. Mẹ vợ lịch sự. Con biết Lê Lộc con của con mới tham gia chương trình này thử xem. À, rồi bây giờ sau cái chương trình này nè, con về nhà con nhớ mở cái YouTube lên á, con xem chữ Lê Lộc á, cái tự nhiên nó ra hình em liền à. Rồi xong rồi á, rồi chút xíu nữa vô trong đi rồi mẹ nhờ người xin số điện thoại con, rồi có gì mẹ kêu Lê Lộc gọi cho con. Cảm ơn mẹ rất nhiều, xin mời mẹ. Ôm mẹ đó, thấy chưa? Nó dễ thương đó, trời ơi, đẹp trai quá mà resort mà hai đứa con không ai chịu hết. Thôi để Lê Lộc đúng là ý trời. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình từ trước tới giờ? Không, Lá chưa có quen cô nào hết. Ôi sao vậy? Sao chưa quen cô nào? Tại sao? Không biết nói sao nữa. Do chưa có tìm được người để mình ưng ý thôi. Nên Lá thử tham gia chương trình như thế nào? Vậy thì cái tiêu chuẩn mà chọn một người bạn gái của bạn như thế nào? Vẻ bên ngoài thì không cần vấn đề đâu. Chỉ cần cô ấy tốt là được rồi. Chỉ là một người phụ nữ tốt bụng là được rồi đúng không? Rất cảm ơn bạn ngày hôm nay đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều thành công trong công việc và sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Cảm ơn bạn. Cảm ơn chào. Dễ thương. Tất cả sẽ có trong Tần Số Tình Yêu, phát sóng vào lúc 21h40 thứ Sáu hàng tuần, bắt đầu từ 29 tháng 6 trên kênh HTV7.